Xin chào, có lẽ các bạn đã nghe về 36 kế binh pháp tôn tử, nhưng liệu bạn có hiểu và nhớ rõ về nó? Nếu câu trả lời là không, thì hãy yên tâm, vì video cực kỳ dễ hiểu, dễ nhớ này sẽ giúp 36 kế binh pháp tôn tử in sâu vào trong đầu bạn, muốn tẩy cũng không mất được. Khỏi dài dòng, chúng ta hãy cùng bắt đầu luôn nhé. Kế đầu tiên là Dương Đông Kích Tây. Khi vận chuyển một trong những viên kim cương đắt giá nhất hành tinh, người ta đã thuê một công ty bảo vệ lớn thiết kế một phương án vận chuyển chi tiết, cẩn thận, sử dụng hàng trăm người bảo vệ với những vũ khí hiện đại và bỏ ra một khoản chi phí khổng lồ. Thế nhưng cả quá trình phức tạp lại chỉ dùng để vận chuyển một viên kim cương giả mà thôi. Còn viên kim cương thật chỉ đơn giản là được ship qua đường bưu điện. Như vậy chúng ta thấy, người chủ viên kim cương đã giả vờ dùng phương pháp này nhưng thực ra lại dùng phương pháp khác để đánh lạc hướng đối thủ. Và người ta gọi đó là Dương Đông Kích Tây, tức là giả vờ đánh Đông nhưng thực ra lại đánh Tây. Kế thứ hai là điệu hổ ly sơn, tức là dụ hổ ra khỏi núi, khỏi rừng. Để bắt một trong những tên trùm mafia sừng sỏ nhất Trung Quốc thì việc xâm nhập vào nhà hắn và tấn công là điều không hề dễ dàng. Vì hàng trăm tên vệ sĩ với súng đạn trong tay, sẵn sàng khô máu với bất cứ kẻ xâm nhập nào. Chính vì vậy, cảnh sát Trung Quốc đã thông đồng với nhà trường nơi con gái tên trùm đang theo học. Họ ngầm tổ chức một cuộc thi hát và khích lệ các em học sinh phải mời bố mẹ đến tham dự bằng được. Cảnh sát biết rằng phương án sẽ thành công vì gã trùm kia dù có thể lấy mạng người nhẹ như hút điếu thuốc nhưng hắn lại vô cùng yêu thương con gái. Và đúng là như vậy, tên trùm đã rời khỏi nhà để đến xem cuộc thi. Trên đường đi, hắn đã bị bắt. Các bạn thấy, bắt hổ trong rừng thì rất khó, chứ dụ hổ ra được ngoài thì bắt chỉ là chuyện rất đơn giản. Kế thứ ba, nhất tiễn hạ song điêu, hay còn gọi là một mũi tên trúng hai con chim. Có một người, nhân dịp đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn khi lũ lụt, đã đứng ra kêu gọi ủng hộ từ thiện và hứa sẽ trao trực tiếp đến tay từng người dân. Với sự nổi tiếng của mình, chỉ trong một nốt nhạc, số tiền ủng hộ đã nhiều đến mức ô tô chở cũng không hết. Và sau đó thì nhân vật này vẫn đi từ thiện, lao vào vùng lũ đến tận nhà dân, trao tay từng người số tiền từ thiện. Hành động đó khiến triệu con tim trên cả nước theo dõi và xúc động, mến phục sự tận tâm của người này. Tuy nhiên chẳng ai biết rằng nhân vật ấy đã không từ thiện hết số tiền nhận được mà đã bỏ túi riêng một khoản không nhỏ. Như vậy hành động kêu gọi và lao mình vào lũ vừa giúp nhân vật này có được tiếng thơm, được mọi người yêu quý, lại vừa kiếm được một khoản tiền đủ để sống cả đời. Đó chính là ví dụ của kế sách một mũi tên trúng hai con chim. Lưu ý, đây chỉ là một nhân vật hư cấu dùng để minh họa, kiến thức thú vị không ám chỉ ai cả. Nhưng nếu trên đời này thật sự có người như vậy thì ắt hẳn người đó phải rất am hiểu binh pháp tôn tử. Chúng ta tiếp tục đến với kế thứ tư, đó là minh chi cố muội, tức là biết rất rõ nhưng giả vờ chẳng biết gì. Hay tóm gọn hơn thì là kế giả vờ ngu. Các bạn thấy, công an ở nước nào đó tuy biết rất rõ về tội phạm nhưng không bắt luôn mà nuôi lớn mới thịt. Ví dụ như trong đường dây đánh bạc online nghìn tỷ, bắt đầu họ cứ để cho các đối tượng thoải mái khoe nhà khoe xe, khoe cuộc sống xa xỉ và đốt tiền như đốt rác. Họ để cho các đối tượng nghĩ rằng chúng rất khôn, chúng có thể qua mặt được công an. Và khi chúng càng tự tin thì chúng càng dần lộ ra sơ hở, công an càng thu thập được nhiều tài liệu hơn. Và đến một ngày, úp, tất cả đứng im, các anh đã bị bắt. Vậy nên trên đời này, những người giả ngu thường là những người rất khôn, còn những người cố tỏ ra thông minh, tay giỏi thì thực ra trước đầu rỗng tuếch chẳng có hạt sạn nào. Tiếp tục đến với kế sách thứ 5, đó là du long chuyển phượng, hiểu đơn giản là biến rồng thành phượng, hay hiểu đơn giản hơn nữa thì là đóng giả người khác. Gần đây chúng ta thường xem rất nhiều mô típ phim như kiểu Chủ tịch đóng giả bảo vệ và cái kết. Rõ ràng đạo diễn những bộ phim này cũng rất am hiểu binh pháp tôn tử khi sử dụng kế du long chuyển phượng. Thực thì xuất hiện với vai trò là một chủ tịch sẽ khiến mọi nhân viên đều phải kiêng nể và kính trọng, lúc nào cũng cúi người và nghe theo giám sát. Thế nhưng muốn biết bộ mặt thật của nhân viên hoặc của đối tác thì phải đóng giả thành một người thấp hèn, lúc đó bản chất thật sự của người ta sẽ tự nhiên mà bộc lộ. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng từng làm giả một người dân thường, gọi điện vào số đường dây nóng của cơ quan phòng chống dịch bệnh để kiểm tra xem cơ quan đó làm việc có hiệu quả hay không. Và kết quả cũng khá bất ngờ với thủ tướng nhưng lại rất quen thuộc với người dân. Đó là chuông rung nhưng chẳng có ai nghe máy. Nếu thủ tướng cứ gọi bằng số của thủ tướng thì có lẽ chưa rung chuông đã có người nhấc máy dạ dạ vâng vâng rồi.
Nhiều cô gái cũng đã thử bạn trai mình bằng cách lập nick ảo và tán tỉnh anh ta. Kết quả thật thú vị, nhiều anh chàng đã quyết định chia tay bạn gái hiện tại để đến với cô gái ảo. Và cũng thật bất ngờ với chàng trai, cái ngày anh ta hẹn gặp cô bạn gái mới cũng là ngày anh ta ăn nguyên cả chậu nước vào mặt. Vậy là trong video ngày hôm nay, chúng ta đã tìm hiểu được 5 kế sách trong binh pháp tôn tử, bao gồm có dương đông kích tây, dụ hổ xuống núi, một mũi tên trúng hai con chim, giả vờ ngủ và giả làm người khác. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.